Tuyến đường biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa nằm ở địa bàn hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, tập trung khá nhiều khách sạn, nhà nghỉ, resort, hàng quán ăn uống và cũng là nơi được cho là điểm tập kết của đa số du khách quốc nội lẫn quốc tế khi đến Đà Nẵng du lịch, trong đó có khách Trung Quốc. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, 7 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt hơn 5 triệu lượt, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, tăng 11,2%. Cũng theo nguồn của Sở Du lịch Đà Nẵng, dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng là Hàn Quốc, ước đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57%. Du khách Trung Quốc gần 500.000 lượt, tăng 18%, và tiếp đến là du khách Thái Lan, Nhật Bản. Khách quốc tế đến Đà Nẵng vào hầu hết các tháng trong năm, nhưng cao điểm là từ tháng 7 đến tháng 9. Chú T, tài xế taxi lâu năm ngụ tại Đà Nẵng, người thường xuyên chở khách du lịch cho biết. Ở tháng 7 vừa là nhất là còn có khách con đậu địa đó đi học, học sinh đi hè đây. Đó là ba mẹ họ chẳng còn. Quốc tế thì bình thường tháng nào cũng có hết. Khu vực mình là khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Quốc đoàn mới tròn vào đây. Chị Thanh kinh doanh dịch vụ du lịch tại bãi biển Mỹ Khê, qua trao đổi với chúng tôi cũng cho rằng du khách Trung Quốc chủ yếu đến Đà Nẵng nhiều vào dịp hè hoặc dịp Tết. Tháng 4 trở lên là khách đông. Trung Quốc với Hàn Quốc thì chị không để ý, nhưng mà có Trung Quốc với Hàn Quốc với tâm hồn đông nhiều hơn hả? Anh Vũ cũng là một tài xế taxi như ông T chia sẻ thêm. Đấy là nó thông thường là nó đi quanh năm à, có nghĩa là tháng nào một chuyến bay quốc tế xuống ở sân bay quốc tế là một ngày nó xuống lượng khách cũng có thể trên 1.000 khách, vì nó xuống du lịch Đà Nẵng là quanh năm. Riêng về quốc tế á, quốc tế là khách Hàn Quốc là qua Đà Nẵng thì Trung Quốc thì nó cũng đa phần thôi, chứ nó không nhiều bằng Hàn Quốc. Nhiều năm qua, du lịch đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển kinh tế ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tội phạm người nước ngoài hoạt động trá hình tại Đà Nẵng cũng gia tăng ở mức độ nghiêm trọng, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương đầy bất ổn. Nổi cộm trong thời gian gần đây là nhóm đối tượng người Trung Quốc lợi dụng visa du lịch đến Đà Nẵng tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam hết sức trắng trợn, gây bức xúc dư luận. Một số vụ nổi cộm được báo đài Việt Nam nhắc đến, như vụ bắt giữ 35 người Trung Quốc sử dụng Internet tại Việt Nam để lừa đảo, tổ chức đánh bạc. Nhóm 10 người Trung Quốc thuê một khách sạn ở quận Thanh Khê để tổ chức đánh bạc có thưởng thông qua mạng Internet. Và 34 người Trung Quốc thuê khách sạn Chula để thao túng thị trường chứng khoán. Và mới nhất là vào ngày 17 tháng 9 năm 2019, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt 5 đối tượng người Trung Quốc và một người Việt Nam thuê các cô gái Việt Nam để tổ chức quay phim sex. Trước những thông tin về người Trung Quốc bị bắt vì vi phạm pháp luật Việt Nam, ông T, tài xế taxi cho rằng, như bản thân ông đưa đón du khách thường xuyên, nhưng làm sao phân biệt được ai tốt, ai xấu? Đến khi đọc báo, đài loan tin về họ thì mới biết. Do đó, ông mong là các cơ quan có thẩm quyền nên siết chặt kiểm soát khâu nhập cảnh để hạn chế tình trạng mượn danh du lịch sang Việt Nam phạm pháp. Ông cũng cho biết bản thân rất bức xúc trước các hoạt động phạm pháp của các du khách Trung Quốc tại Đà Nẵng. Xúc chất, chúng nó rõ ròn chứ. Nghe nó rõ ròn mà Trung Quốc trước đây em thấy là hậu mà nó đánh mình trong kia đó là dân mình cũng nghe thấy không mưa rồi. Đồng cảm với anh T, anh Vũ, người dân địa phương nói thêm. Tin này thì cũng nghe nói về chính Đà Nẵng này nó cũng bắt liên quan nhiều lắm, nên nó phần là nhiều lúc cũng bất xúc, người dân đâu là người dân ở Đà Nẵng bất xúc, vì nó đây qua đây nó không đem lại lợi nhuận cho
ngành du lịch mà nó qua lên nó lợi dụng du lịch để nó làm những điều nghĩa là gây ra tệ nạn xã hội, làm mất đi cái thẩm mỹ của Đà Nẵng. Tuy vậy, cũng có nhiều người dân Đà Nẵng khi trao đổi với chúng tôi đã chia sẻ là họ không quan tâm hoặc không biết đến những thông tin du khách Trung Quốc hoạt động trá hình vi phạm pháp luật Việt Nam tại Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 9, Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 4 tháng đối với nhóm người Trung Quốc thực hiện hành vi quay clip sex với người dưới 16 tuổi. Anh Vũ, ông Tê và nhiều người dân Đà Nẵng cho rằng cách xử lý của cơ quan công an đối với các nhóm người Trung Quốc có hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam thời gian qua là quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Nhẹ quá, cái lòng nước nặng cho nó kinh hoàng, sợ. Qua mình có cũng đủ theo, không có cô thường rồi. Cô thường còn nặng, nó lắng lặng. Anh Vũ gửi lời mong muốn đến các cấp chính quyền. Mong chính quyền là tiếp cận và rà soát kỹ hơn về những vấn đề của những người Trung Quốc qua đây lạm dụng cái ngành du lịch để buôn bán này nọ, mọi cái thứ gây mang về tệ nạn xã hội cho Đà Nẵng. Chúng tôi liên lạc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng bằng phương tiện điện thoại và hộp thư điện tử email để hỏi thêm một số thông tin liên quan, nhưng cả hai đều từ chối trả lời qua điện thoại và cũng như không hồi âm thư điện tử. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trả lời với truyền thông trong nước liên quan đến các vụ án người Trung Quốc vi phạm pháp luật bị bắt tại Đà Nẵng, cho rằng các ngành chức năng Đà Nẵng cần hết sức chú trọng tội phạm người nước ngoài. Riêng vụ nhóm tội phạm Trung Quốc dụ trẻ em đóng phim người lớn, Đà Nẵng sẽ chọn đây là vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động với bản án nghiêm khắc nhất nhằm đảm bảo tính răn đe đối với tội phạm người nước ngoài vào Đà Nẵng. Theo nguồn tin của Công an Đà Nẵng, từ cuối năm 2018 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các địa phương đã ngăn chặn hơn 500 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng, trong đó có 35 đối tượng truy nã, 20 người có tiền án, tiền sự.